Một nhóm bạn đang lái xe trên đường cao tốc vào đêm khuya. Họ đang trên đường về nhà sau buổi hòa nhạc và một đêm dài khiêu vũ và tiệc tùng. Tất cả họ đều cảm thấy khá mệt mỏi. Đài đã tắt. Sau một ngày với nhiều âm thanh lớn, sự im lặng thật sảng khoái. Không ai nói chuyện gì cả. Người lái xe nhận thấy rằng cả bạn gái ngồi bên cạnh anh cũng như người bạn của anh ta ở hàng ghế sau đều đã ngủ. Anh cố gắng đảm bảo rằng mình sẽ không ngủ gật khi ô tô đang di chuyển trên một đoạn đường cao tốc dài và vắng. Tuy nhiên, mắt của anh ta bắt đầu trở nên nặng trĩu. Anh có thể cảm nhận cơn buồn ngủ bắt đầu để nặng lên mí mắt. Anh bật radio ở mức âm lượng nhỏ, nhưng điều đó chỉ làm giảm cơn buồn ngủ trong giây lát. Anh ấy không thể chiến đấu với cơn buồn ngủ được nữa, và mắt anh ấy bắt đầu nhắm lại. Khi anh ta chìm vào giấc ngủ, chân anh ta nhấn vào chân ga mạnh hơn một chút. Đầu anh ta nghiêng sang một bên, yếu tố tăng tốc và bắt đầu tấp vào bên phải, nơi các vạch vôi đánh dấu mép đường cao tốc. Lốp xe bị lún xuống mặt đường và sự thay đổi đột ngột khiến tài xế giật mình tỉnh giấc. Anh nhanh chóng quay đầu xe, trở lại làn đường. Cú va chạm bất ngờ khiến cả hai người đang ngủ tỉnh giấc. Mọi chuyện ổn cả chứ? Người lái xe nói với họ rằng anh ta vừa đánh lái để tránh một con vật trên đường. Không có gì phải lo lắng, họ có thể tiếp tục ngủ. Khi cả hai người bạn của anh nhắm mắt và cố gắng ngủ trở lại, người lái xe phát hiện ra điều gì đó. Đèn chiếu sáng xuất hiện trong gương chiếu hậu của anh ta. Đó là một cặp đèn pha. Anh đã không thấy một chiếc xe nào rẽ vào đường cao tốc hoặc vượt lên phía sau mình. Chắc chắn nó đã xuất hiện khi anh ta đang ngủ gật. Tim của anh vẫn đập loạn xạ kể từ khi xe chưa ra khỏi làn đường, và anh đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng nó trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Bởi vì khi nhìn vào gương một lần nữa, anh thấy đèn xanh đỏ của cảnh sát đi tuần sáng lên phía sau anh ta. Chết tiệt! Ôi không! Người lái xe nói thành tiếng. Tất cả mọi người hiện đã tỉnh táo và nhận thức được rằng cảnh sát phía sau họ. Họ bắt đầu lo lắng, không phải vì những hoạt động họ đã tham gia tại buổi hòa nhạc. Nói đúng thì hoạt động đó là hợp pháp ở tiểu bang này. Chúng ta phải làm gì đây? Người lái xe hỏi. Anh phải tấp vào lề, bạn gái của anh ta nói. Còi báo động của xe cảnh sát vang lên. Đây là điều nghiêm trọng. Nhưng sau đó một điều kỳ lạ xảy ra. Họ nghe thấy một giọng nói trong xe phát ra từ đài phát thanh. Nó quá nhỏ, không thể nghe thấy gì. Nhưng khi người lái xe tăng âm lượng, thông báo sẽ phát ra to và rõ ràng. Đó là một giọng nói cộc cằn, cứ lặp đi lặp lại cùng một cụm từ. Tốt hơn là bạn nên chạy. Làm thế nào mà tin nhắn này đến của đài phát thanh? Họ không biết, nhưng người bạn ngồi phía sau đồng ý với giọng nói đó. Họ phải cố gắng chạy, họ phải thoát ra khỏi đây. Bạn gái của tài xế la hét để tấp vào lề. Xe cảnh sát tăng tốc và hiện đang ở ngay phía sau của họ, gần với cốp xe của họ. Đèn nhấp nháy và còi báo động. Người lái xe không biết phải làm gì. Anh ta có nên tấp vào lề hay anh ta nên cố gắng chạy thoát? Mọi người đang la hét, anh ta bắt đầu nhấn ga. Nhưng sau đó nghĩ kỹ hơn, không đời nào số xe cũ kỹ này có thể chạy nhanh hơn cảnh sát. Cuối cùng, anh ta quyết định đạp phanh và bắt đầu tấp xe vào lề đường. Xe cảnh sát dừng lại phía sau họ. Còi báo động đã tắt, nhưng đèn sáng gần như chói mắt. Họ ngồi trong xe và chờ đợi số phận. Nhưng không có gì xảy ra. Chiếc xe chỉ dừng lại sau lưng họ. Sau một hồi lâu, cánh cửa của chiếc xe cảnh sát cuối cùng cũng mở ra. Ba người trong xe im lặng nhìn một cảnh sát bước ra và bắt đầu đến gần xe của họ. Người lái xe nói với mọi người rằng hãy thư giãn, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng người bạn ngồi phía sau bắt đầu hoảng sợ. Anh ta không thể bị bắt. Nếu anh ta bị bắt thì có nghĩa là anh ta sẽ mất học bổng của mình. Anh ta sẽ bị đuổi khỏi trường. Cả cuộc đời của anh ta sẽ kết thúc. Cảnh sát tiến tới chiếc xe. Mặc dù trời đã khuya, anh ấy vẫn đeo kính tối màu che nửa khuôn mặt. Anh ta đứng trước cửa xe và đợi. Người lái xe cảm thấy lo lắng và sợ hãi, hạ cửa sổ của mình xuống. Viên cảnh sát không di chuyển hay phản ứng gì. Anh ta chỉ đứng cạnh chiếc xe. Chào buổi tối, sĩ quan. Người lái xe nói. Không có phản hồi. Người lái xe quay lại và nhìn bạn gái của mình ở ghế bên cạnh. Nhưng tất cả những gì cô ấy có thể làm là nhún vai. Anh ta quay lại với người cảnh sát. Chúng tôi đã vi phạm gì ư? Cuối cùng, phải mất một khoảng thời gian, anh cảnh sát mới có phản ứng. Anh ta cúi xuống và nghiêng người lại gần, chúi đầu qua cửa sổ đang mở và đặt khuôn mặt mím chặt của mình ngay bên cạnh người lái xe. Anh có muốn xem giấy phép và giấy đăng ký của tôi không? Người lái xe hỏi. Cảnh sát không trả lời. Anh ta với tay lên và từ từ nắm lấy một bên của chiếc kính tối màu của mình. Anh ta kéo chúng xuống và người lái xe thấy mình đang nhìn chằm chằm vào một đôi mắt đỏ au
sáng rực. Để bắt quỷ dữ, mọi người trong xe bắt đầu la hét lên khi thứ đứng trước mặt họ đột nhiên há miệng để lộ ra một cái lỗ to đen ngòm, không có nướu hay răng, một khoảng trống kinh hoàng trên khuôn mặt của nó cũng hét ngược trở lại. Như bạn có thể suy luận, đây không phải là một trạm dừng kiểm tra giao thông bình thường và chắc chắn cũng không phải là một cảnh sát tuần tra đường cao tốc. Thực thể mà nhóm thanh niên này đang gặp phải vào buổi tối hôm đó là thực thể mà hàng chục người bất hạnh trước đó gặp phải. Đây là thực thể của những hành vi đáng sợ và nguy hiểm mà tổ chức SCP đang cố gắng ngăn chặn. Đây là SCP-973. SCP-973 không phải là một, mà thực sự là hai thực thể riêng biệt. Đầu tiên là SCP-9731, một xe tuần tra cảnh sát có vẻ như là dòng xe tương tự như xe của các cảnh sát tuần tra đầu những năm 1970. Và tình trạng của nó giống như những gì bạn suy đoán đối với một chiếc xe đã qua sử dụng. Gần 50 năm tuổi với phần lớn bộ phận đang trong tình trạng hư hỏng nặng. Các nhân chứng về SCP-9731 đã mô tả chiếc xe cảnh sát có nhiều vết lõm trên cửa xe và mui xe. Các vết nứt trên kính chắn gió, nhiều vết rỉ sét và cốp sau trông có vẻ được giữ bằng băng keo. Người lái xe và là người duy nhất ngồi bên trong đã được chỉ định là SCP-9732. Người đàn ông này có ngoại hình giống một người đàn ông da trắng hơn 40 tuổi. Mặc một bộ đồng phục cảnh sát giống như 9731, bộ trang phục cũng là từ đầu những năm 1970. Những người nhân chứng đã mô tả anh ta là hơi mập, hói và có ria mép. Cả chiếc xe dị thường mà người điều khiển sẽ xuất hiện vào ban đêm ở một địa điểm cụ thể dọc theo một đường cao tốc cụ thể của Hoa Kỳ. Không biết chính xác điều gì sẽ khiến SCP-973 xuất hiện trên con đường này, nhưng các nhà nghiên cứu của tổ chức đã đưa ra giả thuyết rằng biểu hiện của nó có thể được kích hoạt khi một chiếc xe tăng tốc vượt một tốc độ nhất định. Khi đó, bạn có thể nghĩ rằng mình an toàn nếu đang đi chậm hơn một tốc độ nhất định, nhưng thật không may, bạn đã nhầm. Chưa biết chính xác giới hạn tốc độ sẽ dẫn đến sự xuất hiện của SCP-973. Với các báo cáo khác nhau, nó dao động trong khoảng từ 53.3 km/h đến 112.7 km/h. Khi nó xảy ra, người lái xe sẽ thấy rằng bây giờ họ là một mục tiêu. SCP-973 sẽ xuất hiện ở phía sau phương tiện mục tiêu khoảng nửa km và sẽ tiếp cận ở tốc độ cao. Còi báo động của SCP-9731 sẽ bật và đèn sẽ nhấp nháy, và bằng cách nào đó, nó cũng phát đi một thông điệp vào chiếc xe mục tiêu trên đài phát thanh của ô tô, một thông báo thúc giục người lái xe chạy, thường đi kèm với một số từ ngữ không có ý nghĩa gì. Trong hầu hết các trường hợp, phương tiện được nhắm mục tiêu sẽ tuân theo các chỉ dẫn qua radio và bắt đầu bỏ chạy, mặc dù không có khả năng điều này là do bất kỳ hiệu ứng dị thường nào. Có vẻ như hầu hết thuần túy đều chạy vì sợ. SCP-973 sau đó sẽ truy đuổi chiếc xe mục tiêu, dẫn đến một cuộc rượt đuổi tốc độ cao. Dù chiếc xe được nhắm mục tiêu có chạy nhanh đến đâu, xe tuần tra cảnh sát SCP-9731 sẽ luôn nhanh hơn và thường chỉ mất không quá 6 phút để bắt kịp. SCP-973 dường như không ngại lao vào chiếc xe đang chạy trốn. Điều này có khả năng gây ra thiệt hại nặng nề cho chiếc xe tuần tra. Mặc dù vẫn chưa rõ chính xác điều gì xảy ra khi SCP-973 buộc chiếc xe mục tiêu phải dừng lại thông qua tự nguyện hoặc do bị đâm trên đường, kết quả đều rất đáng sợ. Chiếc xe chạy trốn sau đó sẽ được đặt ở đâu đó gần vị trí sinh sản của SCP-973. Thường là trong khoảng 6 km tính từ con đường. Không rõ nhưng chiếc xe được phát hiện đã chạy đến trong cơn hoảng loạn hay bằng cách nào đó được vận chuyển đến đó bằng những phương tiện chưa xác định rõ. Điều rõ ràng là những người ngồi trên xe đã gặp phải số phận thực sự rùng rợn. Cơ thể của họ sẽ có các dấu hiệu của bạo lực và hành hung cực độ, bao gồm cả việc mổ bụng. Một số đã bị băm nát và tổn thương nghiêm trọng đến mức không thể nhận dạng bằng mắt. Bản thân xe thì bị hư hỏng nặng, có dấu hiệu bị va chạm bởi xe khác. Nội thất thường hư hỏng nặng. Cho đến nay, hơn 34 cá nhân và 19 phương tiện đã được chỉ định là nạn nhân của SCP-973, mặc dù có khả năng con số thực sự cao hơn rất nhiều. Có lẽ đáng sợ nhất là một số nạn nhân còn sống sót. Tổ chức đã cứu được 5 cá nhân từ các địa điểm bị SCP-973 tấn công. Những người này, ngoài những tổn thương về thể chất nghiêm trọng, còn bị chấn thương tinh thần ở các mức độ khác nhau. Chắc bạn tự hỏi, tại sao không phá hủy con đường mà SCP-973 xuất hiện? Tổ chức cũng có ý tưởng tương tự, và vào năm 1983, đoạn đường cao tốc bị ảnh hưởng bởi SCP-973 đã bị phá bỏ trong một nỗ lực ngăn chặn nó xuất hiện. Tuy nhiên, nỗ lực này không thành công. Tất cả điều này dẫn đến việc SCP-973 thay đổi vị trí của nó, nơi này trở thành địa điểm để nó thực hiện hành vi chết người. Nhiều nỗ lực cũng đã được thử để bắt giữ cả SCP-9731 và SCP-9732. Trong một sự kiện, một đội gồm các chuyên gia quản lý tổ chức SCP
nó được cử đến khu vực đường cao tốc của nó với nhiệm vụ khuất phục và ngăn chặn dị thường. Sau nhiều lần cố gắng khiến SCP-973 xuất hiện bằng cách lái xe xuống đường cao tốc với nhiều tốc độ khác nhau, cuối cùng một chiếc xe ô tô chở một số đặc vụ đã thành công và họ phát hiện ra đèn xanh và đèn đỏ nhấp nháy của SCP-973 phía sau khi thông báo yêu cầu họ chạy bắt đầu phát qua radio. Không có cảnh báo nào nữa, chiếc xe cảnh sát dị thường đuổi theo họ, thậm chí còn nhanh hơn những gì các đặc vụ nghĩ, và ngay lập tức bắt đầu lao vào xe của họ. Một chiếc xe tải chở các chuyên gia hỗ trợ cho việc ngăn chặn đã được điều động đến khu vực để giúp đỡ. Và khi đến được khu vực mà GPS của chiếc xe bị truy đuổi chỉ dẫn, họ mới phát hiện ra rằng đã quá muộn. SCP-973 đã đẩy xe của các đặc vụ ra xa con đường và tàn nhẫn xé xác của họ. Đội ngăn chặn ngay lập tức bắt đầu nổ súng vào SCP-973 trong nỗ lực để cứu các đặc vụ của tổ chức, đồng nghiệp của họ. Các vũ khí của đội dường như đã gây ra một số thương tích cho 9732, cho thấy rằng nó có thể dễ bị thương tổn lâu dài giống như 9731. Trong một cuộc phỏng vấn sau nhiệm vụ, một trong những đặc vụ đã mô tả diện mạo mới của SCP-973. Đôi mắt hắn đỏ hoe và miệng hắn ta chỉ là một lỗ đen, không có răng, không có lưỡi, chỉ là một cái lỗ. Tuy nhiên, không có báo cáo nào khác đến từ sự cố này, vì đặc vụ này là người sống sót duy nhất. SCP-973 đã giết 9 đặc vụ khác và bỏ trốn khỏi hiện trường. Mặc dù người ta tin rằng nhóm tổ chức đã có thể làm bị thương sinh vật dị thường, nhưng nó không hề bị ảnh hưởng cũng như không mất khả năng hoạt động đáng kể nào. Và báo cáo về sự cố tiếp theo do SCP-973 thực hiện xảy ra chỉ 9 ngày sau đó. Khả năng SCP-973 dường như xuất hiện tại một địa điểm mới và khó khăn trong việc quản thúc đã khiến nó được xếp loại là Euclid, khoảng 60 km đường cao tốc, nơi được biết là nó sẽ xuất hiện luôn được giám sát bởi vệ tinh và tất cả phương tiện giao thông từ 10 giờ tối đến 4 giờ 30 sáng được chuyển hướng theo tuyến đường vòng, không phải là đường cao tốc, ép buộc chuyển hướng nếu cần thiết. Thật không may cho tổ chức SCP và đường cao tốc nói chung, các giao thức bảo mật này đòi hỏi phải cập nhật thường xuyên, bởi vì dù khu vực mà SCP-973 thực hiện hành vi săn mồi đã được biết đến, cả thời gian trong ngày mà nó sẽ xuất hiện và khu vực mà nó săn mồi dường như càng ngày càng mở rộng. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob là SCP-745 Đèn pha, để biết một gì thường khác sẽ khiến bạn đặt câu hỏi liệu có nên lái xe vào ban đêm hay không. Và hãy nhớ đăng ký kênh và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất kỳ điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.